Thầy phù thủy dự đoán Brazil sẽ vô địch World Cup năm 2014. Tin từ Mã Tây Cơ, hôm cuối tuần qua, một thầy phù thủy ở Mã Tây Cơ đã mở một cuộc họp báo tại thủ đô Mexico City nhằm thông báo về những lời tiên đoán quan trọng trong năm 2014. Ông Antonio Vazquez, người được biết đến với biệt danh là Đại Phù Thủy, đã tiên đoán Brazil sẽ giành được chức vô địch tại World Cup năm nay. Tuy nhiên, Vazquez cũng cho rằng World Cup lần này sẽ có thể gây ra sự xáo động đối với xã hội của Brazil. Theo Vazquez khẳng định, Mã Tây Cơ sẽ giành được chiến thắng ở trận thi đấu đầu tiên, thua ở trận thứ hai và có thể gỡ hòa ở trận thứ ba. Ngoài ra, vị phù thủy này còn cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp và Tây Ban Nha sẽ vẫn tiếp diễn trong năm nay. Tuy nhiên, nền kinh tế ở Mã Tây Cơ sẽ khởi sắc hơn rất nhiều trong năm 2014. Gần đây, Tổng thống Mã Tây Cơ Enrique Pena Nieto đã ban hành một đợt cải cách sâu rộng trong ngành năng lượng với mục đích thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế của quốc gia này. Cải cách nói trên đã thay đổi hiến pháp cho phép các công ty tư nhân hoạt động độc lập hoặc liên kết với công ty dầu khí quốc gia Pemex thông qua các hợp đồng mới. Theo phù thủy Vazquez cho biết, những tiên đoán của ông vẫn có thể bị thay đổi bởi phép thuật, bởi những người cầu nguyện hoặc những hành động cố ý nhằm ngăn cản nó xảy ra. Ở Mã Tây Cơ, Vazquez là một người nổi tiếng với những lời tiên đoán thần bí đã xuất hiện trên sóng truyền hình từ những năm 1960.